Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Công nghệ 88 Studio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những cái dự đoán mới trong năm 2022 về những cái mẫu laptop xịn sò sắp được ra mắt. Để biết là những cái mẫu laptop mới của năm nay nó có cái gì hay, có đáng để cho chúng ta chờ đợi hay không thì các bạn cùng mình đi vào video nhé. Điểm mới đầu tiên trong các mẫu laptop của năm 2022 đó chính là xu hướng làm laptop chip ARM. Kiến trúc ARM thì nó vốn là chip sử dụng cho những cái dòng smartphone và máy tính bảng hiện nay. Lấy bối cảnh là laptop đang là công cụ không thể thiếu trong cái thời buổi học tập và làm việc tại nhà. Những cái mẫu laptop mới mà giá dưới 10 triệu thì chúng ta gần như là không có hàng để mua. Thì Qualcomm là một trong những nhà sản xuất vi xử lý ARM hàng đầu thế giới. Họ đã bắt đầu nhúng tay vào và tung ra những cái mẫu CPU dành cho laptop để kịp thời cung ứng cho chúng ta. Và điển hình như là con chip Qualcomm 7C và Qualcomm 8CX. Đây đều là những con chip 64-bit có 8x8 luồng, sử dụng GPU Adreno và được trang bị những công nghệ mới như là Wi-Fi chuẩn 5 và Bluetooth 5.0. Ưu điểm của những cái dòng laptop sử dụng chip Qualcomm này là máy nó sẽ chạy mát đến mức mà không cần dùng quạt. Cho nên là máy cũng sẽ cực kỳ là mỏng nhẹ và pin cũng sẽ rất là trâu. Và giá máy thì cũng sẽ hết sức là rẻ, trở thành một cái sự lựa chọn hấp dẫn cho chúng ta trong cái tầm giá trên dưới 10 triệu đồng. Masco QV1, Acer Aspire 1 và HP 14/2022 sẽ là những chiếc laptop đầu tiên sử dụng những cái dòng chip này và được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 11 bản quyền. Và thậm chí là một số máy còn được trang bị sẵn khe SIM data để các bạn có thể kết nối mạng Internet 4G mà không cần dùng đến com hay là sóng Wi-Fi. Một số những cái dòng máy này thì cũng sẽ về Việt Nam trong khoảng đầu năm 2022. Cho nên là nếu các bạn đang có nhu cầu tìm mua cho mình một chiếc laptop giá rẻ tầm giá trên dưới 10 triệu đồng thì đây sẽ là một cái thời điểm rất thích hợp cho các bạn. Nếu các bạn là một người dùng hiệu năng thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua những cái mẫu laptop sử dụng CPU mới nhất của AMD và Intel. Và cụ thể hơn thì trong năm tới chúng ta sẽ được diện kiến những cái mẫu laptop sử dụng vi xử lý Ryzen 6000 series của AMD và CPU Alder Lake Gen 12 của Intel. Có rất ít thông tin để chúng ta biết được về hiệu năng thực sự của những cái dòng chip này. Tuy nhiên thì với một số nguồn tin mình đã tổng hợp được thì AMD năm nay họ sẽ sử dụng tiến trình nhỏ hơn là 6 nanomet, kiến trúc Gen 3 hoặc là Gen 3 cộng tùy theo phân khúc chip, và để từ đó làm cho vi xử lý của mình nó mạnh mẽ hơn, mát mẻ hơn và tiết kiệm điện hơn. Ngoài ra thì hãng cũng sẽ sử dụng công nghệ RDNA2, công nghệ vốn có trên những cái dòng card Radeon RX và máy chơi game PS5 để có thể đẩy sức mạnh GPU tích hợp lên một tầm cao mới. Với một cái tham vọng từ AMD là từ giờ chúng ta sẽ không cần phải mua laptop có card giờ tốn kém nhưng mà vẫn có thể chơi được mượt nhiều tựa game hiện nay. Còn với Intel thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi lớn nhất từ trước đến nay trong kiểu thiết kế CPU. Không còn kiểu chip là 4x8 luồng hay là 6x12 luồng hay là 8x16 luồng nữa. Lần đầu tiên trong cả thập kỷ trở lại đây thì Intel sẽ sử dụng kiểu thiết kế hoàn toàn mới là Big and Little để tạo ra những cái dòng CPU có tổ hợp những cái nhân hiệu suất cao và các cái nhân hiệu năng cao để từ đó giúp cho vi xử lý của mình trở nên mạnh mẽ hơn và tiết kiệm điện hơn. Chưa kể, đây cũng sẽ là cơ hội lớn để cho Intel tung ra những cái mẫu laptop chạy cả đồ họa rời của chính hãng, cho nên là sẽ có rất nhiều thứ để chúng ta mong chờ cho hôm nay. Cả hai dòng chip AMD và Intel cũng sẽ có những công nghệ mới mà chúng ta lần đầu tiên được thấy trên laptop như là công nghệ RAM DDR5 và eDPCIe 4.0. Nên là nếu các bạn đang muốn mua cho mình một chiếc laptop thật mạnh mẽ mà không sợ bị lỗi thời về công nghệ thì đây sẽ là thời điểm thích hợp dành cho các bạn. Một trong những xu thế mới của laptop trong năm 2022 đó chính là nâng cấp về mặt trải nghiệm hiển thị. Đúng thật là việc chúng ta dùng các thiết bị điện tử hàng ngày, cái màn hình là cái thứ mà chúng ta phải liên tục dán mắt vào. Nói nó không quan trọng thì đúng là quá sai đúng không các bạn? Thì điển hình như trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ được thấy những cái mẫu laptop tầm trung và cao cấp có sự chuyển dịch từ màn hình tấm nền TN và IPS sang những cái mẫu tấm nền cao cấp hơn như là OLED này, mini LED và thậm chí là cả micro LED. Và chúng ta sẽ được diện kiến những cái mẫu laptop có màn hình là 16 inch, tỷ lệ là 16:10 nhiều hơn so với màn hình là 16:9 như trước đây. Và trang bị cảm ứng sẽ là thứ ngày càng được phổ biến rộng rãi. Chúng ta có được cái sự chuyển dịch này là do cái xu thế sử dụng laptop để làm công việc sáng tạo đang ngày càng tăng cao. Ai cũng cần cho mình một chiếc máy tính màn hình phải thật chuẩn màu và có kích thước rộng. Cho nên là trong thời gian sắp tới, việc mà để chúng ta lựa chọn cho mình một chiếc laptop làm đồ họa nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Giả dụ bây giờ laptop OLED màn hình 100% sRGB mà có 18 triệu thôi thì tội gì không mua đúng không anh em? Tuy nhiên thì không có nghĩa là tấm nền TN và tấm nền IPS sẽ là hết chỗ đứng. Tấm nền TN thì vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng trên những cái mẫu laptop giá rẻ dưới 15 triệu đồng và vẫn sẽ được cải thiện về chất lượng hiển thị cũng như là màu sắc để cho ra một cái trải nghiệm tốt hơn. Còn với IPS thì nó vẫn sẽ là một cái sự chọn số 1 dành cho những cái mẫu laptop gaming trong năm 2022
và sẽ tiếp tục được cải thiện về màu sắc này, ở độ phân giải lên đến từ 2K hoặc là 4K và tần số quét có thể lên tận là 200 Hz tới hơn 300 Hz. Và sẽ có một số nhà sản xuất họ sẽ tạo ra những cái mẫu laptop có màn hình có thể thay đổi tùy biến tùy theo cái nhu cầu của người sử dụng. Ví dụ như là các bạn muốn làm đồ họa, chúng ta có thể chỉnh về chế độ là 4K 100% sRGB. Còn về chơi game thì chúng ta có thể chỉnh về chế độ là Full HD 240Hz, chứ không cần phải lựa chọn sang một chiếc laptop có tần số quét cao hay là độ phân giải cao nữa. Rất là hay đúng không ạ? Và năm 2022 sẽ là năm mà chúng ta thấy được rất nhiều sự thay đổi về thiết kế laptop, được chứng kiến những cái mẫu laptop mới lạ hơn, lai tạp nhiều hơn. Không còn chỉ là một chiếc laptop có một cái màn hình và bàn phím ở dưới nữa rồi. Nó như này đã quá là nhàm chán quá lâu rồi. Laptop trong thời gian tới sẽ phát triển thành hai hướng mới. Một là sẽ có màn hình phụ cảm ứng ở phía dưới, như là mẫu Asus ZenBook này, Lenovo ThinkBook Plus và Asus ROG Zephyrus Duo 16. Và thứ hai là chúng ta sẽ có những chiếc laptop màn hình gập, loại bỏ hoàn toàn bàn phím bấm vật lý, mà sắp tới chúng ta sẽ được diện kiến những thiết bị này tại sự kiện CES 2022. Những kiểu thiết kế này đến năm nay nó không còn là concept nữa rồi, mà nó sẽ chính thức được thương mại hóa và bán đại trà đến tay người dùng, giúp đem lại những tiềm năng mới chưa từng có trên một sản phẩm máy tính xách tay. Trong thời gian tới thì mình sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất về laptop cũng như là những cái sản phẩm đầy thú vị tại sự kiện triển lãm công nghệ CES 2022. Nếu như anh em muốn cập nhật thông tin mới thì hãy bấm like, subscribe và bấm chuông ở phía bên cạnh để có thể có thông báo từ video của mình nhé. Giờ thì xin chào và cảm ơn các bạn.